xuống đi, bà lấy kìa. Xin chào tất cả mọi người. Thì khi nãy mình đã dẫn mọi người đi một vòng và vẽ những cái lá xăm ở trên những cái chậu bông của mình. Và đi vào mình chút xíu nữa mình sẽ nấu canh ăn. Và trong cái thành phần của cái cây lá xăm đất này á, nó có rất là nhiều dưỡng chất quý và tốt. Nó có cái tính hàn thì những cái người là bị nóng trong người á, ăn sẽ ướt người bây giờ. Cho nên ngày hôm nay em thấy nó lên rất là cao và hai mẹ con đã bẻ và đem vào chuẩn bị nấu một tô canh cho mẹ bữa ăn ngon lành. Thì trong quá trình em đang rửa thì có một cái phụ bếp rất là tài giỏi, mọi người thấy không? Em đang phụ mẹ rửa rau. Đó, và mời tất cả mọi người cùng vào bếp với mình nha. Bây giờ mình đem hạt nêm vào các bạn. Vậy là xong. Với cái thành phần á, thì em nấu rất là đơn giản. Chỉ có nấu lá sâm với tôm khô cho mọi người. Nêm một xíu hạt nêm và bột ngọt. Đó rồi đã hoàn thành cái tô canh nè các bạn. Nó đơn giản nhưng mà nó ăn mát và nó làm cho cái bữa cơm mình nó dễ nuốt hơn vì nó có canh rau rồi dễ. Rồi, hello, xin chào cả nhà. Bây giờ thì hồi nãy em đã đút Henry ăn trước rồi và đã tắm che máy rồi nè mọi người. Đó, em ấy đẹp trai không? Bây giờ em ấy đang ngồi uống sữa chút. Em dù ảnh là sữa nhưng mà em bỏ cái do hương dâu vô, cho nên em nói là sữa chút, cái ảnh nói sữa chút. Cho nên giờ Henry sẽ ngồi kế bên thôi, Henry sẽ không có ăn nha mọi người. Thì em ăn một miếng cơm. Một ít à. Rồi bắt đầu dỗ em ấy ngủ. Trước khi ăn uống miếng nước vô để giảm cân. Nãy em uống khoảng nhiêu đây? Đấy nè, tạo cái cảm giác no á mọi người. Rồi, mời mọi người nha. Để em gắp một miếng cơm cho mọi người xem. Mọi người nhìn nè, tôm á, nó thấm lắm. Đây nè, cả nhà thấy không? Tôm em rim nó thấm vô. Đây là tôm rang thịt. Còn cái này đó, lá sâm. Lá sâm trộn ngoài dừa mọi người. Quá ngon. Không mua không? Mẹ nó đút đâu. Henry sợ đút, Henry ăn cái mùi. Cái là cái phần thịt với phần tôm á, là khi em ra mấy mùi rồi em luộc có phần tôm luộc sơ qua
xong rồi bắt đầu em mới bắt mở tỏi em phi cái thịt cho nó săn lại, rồi em đem nếm vô cái miếng thịt cho nó săn, nó rút cái gia vị vô cái miếng thịt. Bắt đầu em mới đổ cái tôm qua, em khều lên cho nó thấm chung với cái miếng thịt, xong rồi bắt đầu cái còn cái nước luộc thịt các bạn, cái mình đổ vô một chút xíu cho nó xếp xếp cái lượng thịt và nước, thịt và nước tôm á, cái cho nó xếp xếp, bắt đầu dặn lửa nhỏ riu đến khi mà cái miếng thịt và miếng tôm nó khô, nó không còn nước nữa là nó sẽ thành như thế này các bạn. Thì các bạn sẽ biết là trong cái miếng tôm nó sẽ nó thấm gia vị vừa ăn, mà cái con tôm nó săn, thịt nó rất là săn. Lau hả? Lau. Còn đối với á. Lau. Mẹ thấy rồi, mẹ thấy lau rồi. Em sẽ thử miếng canh sâm thử như thế nào nha mọi người. Cái lá sâm này cũng là lần đầu tiên ăn luôn mọi người. Lau. Lau. Rồi. Ăn thử cái lá sâm. Ăn cực kỳ giống lá mồng tơi luôn cả nhà ơi. Y hệt, không khác một miếng nào luôn. Nhưng mà em cái mùi của nó khác, cái mùi nó hơi lạ hơn và nó ít nhớt hơn. Không hả? Nó có thơm một cái vị sâm. Nó thơm cái vị sâm đó. Gì con? Lau, mày biết rồi. Lau, em mới chỉ lau à, may em mười, may em ấy mới học được cái từ lau. Hết, ơi nó đó. Em sợ thọc đũa vô nó bị hư cái tô canh. Chút tô xíu cành ông xã về ông ăn. Chút xíu ông xã về ông ăn sợ bị hư. Lau. Ăn cực kỳ giống mồng tơi. Bên đây nè, lau bên đây nè. Nhưng mà mồng tơi nó có cái mùi thơm mọi người. Còn cái này nó có cái vị sâm đó các bạn. Thơm vị sâm. Nhưng mà đối với mồng tơi thơm hơn. Cũng ăn cho nó biết. Biết hương vị ngon dở gì ta. Không. Thật sự khi mà các bạn nấu theo cái kiểu như em chỉ vậy, cái món tôm rong thịt rất là ngon các bạn.
Hai mắt hiểm thích ăn cái loại tôm nhỏ như thế này, cái da nó sẽ mềm và mình làm nó sẽ thấm hơn. Còn cái loại mà anh chị mua cái loại tôm bự á, ngon nữa không? Anh chị mua cái loại tôm bự á thì nó không có thấm gia vị bằng. Em làm nó hơi mặn mặn ít à, và cái vị ngọt ngọt, cho nên Handy rất là thích ăn. Ăn không hồi khát nước chết luôn con. Lâu trong miệng còn rồi. Rồi để em hấp thêm một miếng canh nữa là nghỉ. Xong một cái buổi cơm của hai mẹ con em đến đây đã hết rồi mọi người. Thì cái rau thì rau ngoài vườn trồng, thì không có phân thuốc gì hết, thì ăn rất là yên tâm. Và thịt thì ở bên đây cũng như vậy luôn các bạn. Thịt cá bên đây mình cũng không có sợ cái chuyện là thực phẩm nó không an toàn hay như thế nào đó. Cho nên một bữa ăn nó rất là đơn sơ mà cũng khá là ngon miệng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Và nhớ đừng quên ủng hộ kênh con của em nha. Nếu yêu thương kênh của em hãy bấm like ở video này, subscribe kênh của em nữa. Hãy share video của mình về trang cá nhân của mình nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Bye.